Trong sáng hôm nay ngày 4 tháng 10, nhiều lao động di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh bắt đầu hoạt động. Ghi nhận của phóng viên tại chốt G7 cầu Vĩnh Bình, giáp ranh tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện lưu thông qua đây khá nhộn nhịp, đa phần là người lao động về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, người vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, khám bệnh. Theo Thiếu tá Hoàng Minh Cường, Phòng 5 Phòng chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, sau ngày 30 tháng 9, lưu lượng người qua chốt G7 tại cầu Vĩnh Bình vào thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến và người dân về quê cũng tăng rất nhiều. Vì thế, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, quân đội, thanh tra giao thông, y tế hoạt động hết công suất 24/24. Những người dân thì sau khi mà được chính quyền nhận, tiếp nhận và nơi của thành phố Hồ Chí Minh cho đi những yêu cầu cơ bản nhất như là xét nghiệm âm tính sau 72 giờ. Cái thứ hai nữa là phải tiêm ít nhất một mũi sau 14 ngày. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phục vụ theo cái yêu cầu chỉ đạo của chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người dân về quê và lực lượng tham gia chống dịch. Hỗ trợ từ địa phương khi mà sang từ thành phố Hồ Chí Minh sang các tỉnh đều có các lực lượng chốt chặn của hai bên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng như các chốt khác đều kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch. Cũng theo Thiếu tá Cường, trong ngày 4 tháng 10, người dân 4 tỉnh được phép lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, chấp hành rất tốt theo chỉ đạo của lực lượng công an nhân dân, sự điều hành của lực lượng tại chốt. Khi mà người dân sau khi mà về quê thì chúng tôi đều cho khai báo tại chỗ về cái chỗ nơi đi, từ nơi đi đến nơi về nhà. Cái thứ hai nữa là những người dân đã tiêm 2 mũi thì không có xét nghiệm âm tính thì chúng tôi đều hướng dẫn họ về nơi xét nghiệm y tế để làm xét nghiệm âm tính. Sau khi đủ cái trình tự thủ tục thì chúng tôi mới cho qua chốt. Vì qua đến bên Bình Dương thì khi không có xét nghiệm âm tính thì họ đều cho quay đầu về thành phố Hồ Chí Minh. Thì gây rất là bất cập cho cái lực lượng của chấp hành phòng chống dịch Covid của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của bên tỉnh Bình Dương. Có, chị rất sợ tai nạn là một, mà sợ là lây nhiễm bệnh nữa. Nên là chị cũng thấy lo, nhưng mà ở dưới phòng trọ thì không chịu nổi nữa là phải về quê tránh dịch. Nên là chị cũng phải mang con nhỏ về. Mà trời nắng nóng thế này nữa, mang con nhỏ về cũng sợ nó ốm. Trước khi mình về thì đã có tiêm một mũi vaccine và cũng có đi test. Khó khăn nhiều. Nói chung là ở phòng trọ thì gặp nhiều khó khăn, không có tiền đóng trọ rồi, cái này thế kia. Nhiều khó khăn lắm. Cảm giác này chờ đợi lâu lắm rồi và không có gì tả nổi nữa. Bởi vì là chờ đợi lâu lắm rồi, cả 3 tháng mấy rồi, nên là giờ mới được về nên là vui lắm. Chỉ trong ngày hôm qua, ngày 3 tháng 10 đã có hơn 5.000 người lưu thông qua chốt G7 tại cầu Vĩnh Bình. Trong sáng nay, sau khi thành phố Hồ Chí Minh cùng 4 tỉnh mở ra hướng mới được phép lưu thông, thì lượng phương tiện lưu thông đông hơn. Một số người dân lưu thông qua chốt vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh không có giấy xét nghiệm âm tính. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn phải quay đầu trở lại Bình Dương. Bên cạnh đó, nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi được lưu thông làm việc từ tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ lại băn khoăn trong việc tìm chỗ xét nghiệm để lưu thông. Tại vì làm ở Thủ Đức này, sáng đi chiều về nên là thấy thông chốt rồi, có tiêm 2 mũi rồi mà không cho qua. Không, lúc thì cho qua, lúc thì không cho qua, lúc thì đòi giấy test, lúc không đòi giấy test, không biết đường nào lần. Test nó lần 400.000 đi làm ngày có 200.000, test lần 400.000 đâu có tiền đâu làm. Tại vì đi làm này sáng đi chiều về nên cái chốt này nên nhớ đi, hoặc là nếu mà đi cho cấp một cái quy định gì nó hợp lý hơn. Như thế này sáng đi chiều về lúc có chốt thì người ta cho qua, chốt người ta không cho qua thì không biết đường nào lần. Tôi ở Bình Dương, ở chỗ công trà Bình Dương đây nè. Giờ tôi qua thành phố tôi rút tiền để mà rút tiền tiết kiệm về tôi sống. Vậy nhưng mà đi tìm ở chỗ tép thì họ nói là ở gần không có, ở người địa phương ở đây họ không có tép, cho nên tôi phải năn nỉ mấy anh cho tôi xuống qua tôi lãnh rút tiền tiết kiệm về tôi sống thôi, chứ không có đi đâu xa hết trơn á. Được biết, tại cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 13, điểm giao thông quan trọng giữa người dân từ các tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương lưu thông về thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại. Vì thế, trong những ngày dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, các lực lượng chức năng luôn trực chốt và kiểm tra xuyên suốt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người dân.
bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.